Phong thủy Gia Cát xin kính chào quý vị khán giả. Lời đầu tiên thay mặt thầy Gia Cát cùng ban biên tập của chương trình xin kính chúc quý vị gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, vạn sự hanh thông. Quý vị thân mến, tuổi Tỵ là những người khôn ngoan, khéo léo và mạo hiểm. Họ giàu tình cảm, có đời sống nội tâm khá phong phú, lãng mạn và luôn khiến người khác bị thu hút bởi vẻ đẹp, sự uyển chuyển của mình. Tử vi tháng 8 cho thấy công việc làm ăn của người Tân Tỵ đang rất trôi chảy và thuận buồm xuôi gió do được tam hợp cục với lệnh tháng. Vậy nên trong tháng 8 âm lịch có tài lộc và có nhiều tin tức tốt đẹp về tiền bạc. Do được quý nhân giúp đỡ nên mọi vấn đề liên quan đến tiền tài bạn nên giải quyết một cách nhanh nhẹn, thẳng thắn và sòng phẳng. Tháng 8 âm lịch là tháng cực kỳ tốt đẹp với những người tuổi Tân Tỵ, nên bạn cần phải nắm được điều đó để giúp cho mình có được những thành công rực rỡ về tiền bạc, cũng như có được nhiều cơ hội thăng tiến và làm ăn trong tháng 8 âm lịch. Sự thành công của người tuổi Tân Tỵ trong tháng 8 sẽ vang dội như thế nào? Mời quý vị cùng theo dõi video ngay sau đây. Sau đây là phần tổng quan của các gia chủ tuổi Tân Tỵ sinh năm 2001 trong tháng 8 âm lịch năm 2022. Người tuổi Tân Tỵ sinh năm 2001 có nạp âm là Bạch Lạp Kim. Họ là người trọng tình, trọng nghĩa, trọng chữ tín và đối xử tốt với mọi người, không phân biệt giàu sang. Họ có tinh thần trách nhiệm rất cao, vì vậy ít nhiều sẽ đạt được những thành công nhất định trong cuộc sống. Mặc dù khó tránh khỏi những thăng trầm theo cuộc sống, nhưng hoàn cảnh nào họ cũng thích ứng được. Người tuổi Tân Tỵ mềm dẻo nhưng lại nóng bóng, thích giao tiếp, trao đổi, thích hướng ngoại cao. Sự nồng nhiệt của họ còn thể hiện ở chỗ thích những nơi vui nhộn, sôi động, ưa náo nhiệt. Chính vì vậy, họ không giỏi che giấu cảm xúc của mình mà thường tâm sự, trao đổi và chia sẻ với mọi người. Mọi cảm xúc của họ đều bộc lộ qua nét mặt hay những phản ứng tâm lý về hành động, lời nói hay thái độ. Với một số người đã có sự nghiệp trong tháng này, tuy bản mệnh không gặp được nhiều cơ hội để khẳng định bản thân, song chỉ cần cố gắng chăm chỉ thì ắt sẽ nhận được phần thưởng tương xứng. Nếu công việc vất vả, thường xuyên phải thức khuya dậy sớm, bản mệnh cần trao đổi, tâm sự với người nhà trước để đôi bên cùng thấu hiểu và tạo điều kiện giúp đỡ. Trên phương diện tình cảm, người độc thân mong muốn tìm được nửa kia của mình, song do tính cách hướng nội nên khó tìm được người ưng ý. Người đã lập gia đình cần cố gắng duy trì nếp sống, thường xuyên giúp đỡ, tâm sự với nửa kia để xây dựng mối quan hệ bền vững theo thời gian. Xét về thiên can, Tân âm Kim gặp kỳ âm Thổ nên gọi là thực thần, nghĩa là thân bị sinh xuất tiết, mất khí. Nên trong tháng này, các gia chủ tuổi Tân Tỵ cần hết sức chú ý và cẩn trọng trong mọi công việc. Một chút sơ suất có thể khiến cho mọi sự cố gắng của bản mệnh đổ sông đổ biển. Anh chị cũng cần chú ý tiểu nhân ganh ghét, quấy phá công việc cũng như gia đình của mình. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Khối lượng công việc tăng lên nhưng bạn gần như luôn phải tự mình làm tất cả mọi việc. Có đôi lúc bạn sẽ cảm thấy nản chí vì những vất vả mà mình đang phải chịu đựng. Đã vậy lại thêm cạnh tranh nội bộ, mâu thuẫn với đồng nghiệp, bất đồng với cấp trên càng khiến bạn nghi ngờ liệu những gì mình đang cố gắng có là đúng đắn không. Tuy nhiên, may mắn đằng sau tất cả, mệnh chủ vẫn có thể giải quyết ổn thỏa mọi khó khăn bằng chính năng lực của mình, bộc lộ vai trò quan trọng của bản thân trong tập thể và nhận được sự tán thưởng, công nhận của tất cả mọi người. Tháng này đam mê học hỏi không ngừng khiến chính người tuổi Tân Tỵ cũng cảm thấy ngạc nhiên với niềm đam mê ập tới trong mình. Thế nhưng lúc này gia chủ tuổi Tân Tỵ không phù hợp để tiến hành việc gì đó quá mới mẻ nên bắt đầu từ những mục tiêu đơn giản, tập trung vào ít vấn đề sẽ hiệu quả và tốt hơn. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc đại tướng quân, dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông, thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn và bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy lộc tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chi chú và xem ngày sử dụng cho gia chủ tuổi Tân Tỵ để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn có thể yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Tài vận trong tháng thăng trầm bất ổn, kinh doanh buôn bán có lộc tùy từng thời điểm, được mất đan xen, được nhiều nhưng mất cũng không hề nhỏ. Bên cạnh đó còn phát sinh nhiều chi phí ngoài ý muốn do anh em, bạn bè hoặc bị lôi kéo đầu tư thiếu hiệu quả. Tốt nhất thì nên tránh các dự án đầu tư bất động sản trong năm nay, đừng vì tham cái lợi trước mắt mà đặt cược những gì mình đang có. Nên tiết kiệm, biết phòng trừ những chuyện bất ngờ có thể xảy ra,
đừng chủ quan mà đến lúc trở tay không kịp. Sông có khúc, người có lúc, không ai biết ngày mai có thể có biến cố gì sẽ đến với mình. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên các gia chủ hãy luôn mang bên mình vòng tay, tam hợp quý nhân tị dậu sửu, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho các gia chủ để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Tử vi tháng này cho rằng có thể một số việc ngoài ý muốn sẽ xảy ra nếu người tuổi Tân Tỵ không cẩn thận. Đây là điềm báo tai nạn bất ngờ. Khi làm việc, bạn không nên được làm quá sức, khiến khả năng tập trung bị giảm sút, dễ bị sai giấy tờ. Hơn nữa, khi xuất hành xa cũng phải cẩn trọng, nếu có thể thì nên để người khác cầm tay lái. Để tinh thần ổn hơn thì bản mệnh nên dành nhiều thời gian hơn cho việc nghỉ ngơi. Không những thế, bạn cũng nên nghiêm túc xem lại và điều chỉnh chế độ ăn uống, luyện tập. Các gia chủ tuổi Tân Tỵ hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, bát bảo tâm kinh. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các gia chủ tuổi Tân Tỵ. Thứ tư, về mặt tình cảm, gia đạo. Tháng này, các mối quan hệ xã giao của bản mệnh phát triển tốt đẹp. Nếu tích cực tham gia vào các buổi giao lưu, tụ tập bạn bè, bạn hoàn toàn có thể sớm tìm được người phù hợp với mình. Nam mệnh không nên rụt rè trong việc chủ động làm quen với bạn khác phái. Nếu có thiện cảm với ai, bạn hãy tiến đến gần để tiếp xúc và hiểu hơn về đối phương. Đừng chờ đợi người ta chủ động liên lạc với mình. Mối quan hệ giữa bạn với người lớn trong nhà nói chung là hòa hợp, bạn cần lắng nghe lời khuyên của những người đi trước nhiều hơn, nhất là trong những vấn đề mình còn chưa hiểu rõ. Người đã lập gia đình về cơ bản vẫn giữ được bầu không khí hòa hợp trong nhà, đôi bên vẫn đang ở trong quá trình dung hòa và thích ứng với một trang mới trong cuộc sống. Chuyển đoạn, tổng quan tháng 8 âm lịch năm 2022, tháng Kỷ Dậu, năm Nhâm Dần. Tháng 8 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ ngày mùng 1 tháng 8 và kết thúc vào ngày 30 tháng 8 năm 2022, tức ngày 27 tháng 8 đến 25 tháng 9 năm 2022 dương lịch. Tháng 8 Kỷ Dậu có năm âm là Đại Dịch Thổ, tháng Dậu Lục Hợp Thìn, Tam Hợp Sửu và Tị Thành Kim Cục. Xung Mão, Hình Dậu, Hại Tuất, Phá Tý, Tuyệt Dần. Đối với những người tuổi Tân Tỵ trong tháng 8 âm lịch này sẽ cần tránh các ngày như sau. Ngày âm lịch, ngày 12 tháng 8 năm 2022, tức mùng 7 tháng 9 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Quý Hợi, có nạp âm là Đại Hải Thủy. Ngày âm lịch, ngày 24 tháng 8 năm 2022, tức 19 tháng 9 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Ất Hợi, có nạp âm là Sơn Đồ Hòa. Đây là hai ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Tân Tỵ. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý. Tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết và không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Tân Tỵ trong tháng 8 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch, ngày 9 tháng 8 năm 2022, tức mùng 4 tháng 9 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Canh Thân, có nạp âm là Thạch Lựu Mộc. Ngày âm lịch, ngày 21 tháng 8, tức ngày 16 tháng 9 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Nhâm Thân, có nạp âm là Kiếm Phong Kim. Đây là hai ngày cắt lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phù hợp với tuổi gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu. Họ tên, cộng ngày tháng năm sinh, cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Quý vị thân mến, dù có khó khăn vất vả đến đâu thì mình cũng cần phải vững tin vào cuộc sống. Số phận trời sinh mỗi người mỗi khác, ai cũng có sứ mệnh riêng của mình. Hy vọng thông qua việc luận giải tử vi của tuổi Tân Tỵ năm 2001 trong tháng 8 âm lịch sẽ giúp đỡ được quý vị phần nào trong cuộc sống có những bước đi vững chắc và thành công hơn. Rất cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh và chuông thông báo để ủng hộ chương trình nhé. Còn bây giờ, thời lượng của chương trình đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo của chương trình.